Loship, đặt món gì cũng free ship. Loship, ứng dụng giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam luôn free ship. Với hơn 70.000 shipper, Loship mở rộng hơn 11 dịch vụ tiện ích như đi chợ, giao hàng, v.v. và giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Loship hoạt động tại 12 thành phố lớn của Việt Nam. Các bạn hãy tải app, ủng hộ Loship, ủng hộ người Việt Nam như đã ủng hộ Battleground nhé. Chiến tranh Chechnya lần 2, hỏa ngục Grozny. Xin chào các bạn. Trong cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất, quân đội Nga siêu cường một thời của thế giới đã gục ngã trước một Chechnya nhỏ bé. Cuộc chiến đã khiến cho tinh thần của quân đội Nga và nhân dân Nga tuột dốc không phanh và có một cái nhìn ảm đạm về tương lai đất nước. Chechnya thì được người Nga biết đến với cái tên vùng đất ám ảnh. Thế nhưng, trong buổi chiều tan của thời đại, một người đàn ông hay nói đúng hơn là một vị cứu tinh của nước Nga đã xuất hiện. Không ai khác, đó chính là Vladimir Putin. Ông đã vực dậy lại quân đội Nga nói riêng và nước Nga nói chung, kèm theo đó là đã lấy lại danh dự đã mất của nước Nga hùng mạnh trong chiến tranh Chechnya lần 2. Oán hận của lịch sử đã ủ men cho chén rượu đắng Chechnya, khiến cho nước Nga nhổ đi thì tiếc, nuốt vào chẳng trôi. Trước những hành động điên cuồng của những phần tử ly khai dân tộc, trước sự phong tỏa và kìm hãm của phương Tây, Putin mới nhậm chức sẽ lựa chọn sao đây? Đáp án là được ăn cả, ngã về không. Putin đã chọn chiến tranh, chọn sự đối kháng với phương Tây. Vận mệnh của cuộc chiến tranh Chechnya của Putin sẽ ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua nội dung video ngày hôm nay nhé. Bối cảnh. Sau chiến thắng của du kích Chechen trước quân đội Nga trong cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất, lãnh thổ Chechnya vẫn trong trạng thái cực kỳ hỗn loạn bởi các nhóm Hồi giáo cực đoan và quân ly khai do các thủ lĩnh Hồi giáo như Abi Barayev và Salman Zaduzev cầm đầu. Các vụ bắt cóc, cướp giết liên tục xảy ra hàng ngày. Căng thẳng tiếp tục dâng cao khi tân tổng thống đắc cử của Chechnya, Aslan Maskhadov, liên tục bị ám sát hụt. Những vụ việc được cho là do cơ quan tình báo của Nga giật dây. Cao trào của xung đột xảy ra khi các chiến binh Hồi giáo cực đoan bắt cóc và giết đại diện ngoại giao của Nga tại Chechnya, tướng Gennady Spygan ngay tại sân bay Grozny. Tháng 8 năm 1999, lữ đoàn Hồi giáo quốc tế tại Chechnya do Samin Basajev và Inan Khatab cầm đầu tiến vào lãnh thổ của Cộng hòa Dagestan thuộc Nga với danh nghĩa hỗ trợ cho nhóm Hồi giáo ly khai tại đây có tên là Suraov Dagestan. Mặc cho sự phản đối của Tổng thống Chechnya Maskhadov, lúc này giọt nước đã tràn ly. Vladimir Putin lập tức ra lệnh cho quân đội Nga thẳng tiến vào Dagestan nhằm quét sạch quân Hồi giáo tại đây. Quân đội Nga đã mở đầu bằng một cuộc tấn công phủ đầu bằng không quân, đưa toàn bộ vùng Nam Chechnya vào trong biển lửa nhằm cắt đứt đường tiếp vận cho phiến quân. Trong cuộc chiến này, quân đội Nga đã tung ra hàng loạt những loại vũ khí tối tân và hiện đại là những con át chủ bài trong cuộc chiến như xe tăng T-90, bom nhiệt áp địa chấn AFE, trực thăng Kamov K-50 Black Shark cùng hàng loạt vũ khí khác. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Dagestan đã hoàn toàn được giải phóng. Thông qua cuộc chiến chống lại sự xâm lược của lữ đoàn Hồi giáo quốc tế Dagestan, Nga cũng chính thức tuyên bố chiến tranh với Chechnya, mở màn cho cuộc chiến Chechnya lần 2. Cuộc chiến bắt đầu. Sau mọi nỗ lực nhằm cứu vãn tình hình của Tổng thống Maskhadov không thành công, Thủ tướng Vladimir Putin chính thức tuyên bố không công nhận chính phủ và quốc hội Chechnya và quân đội Nga sẽ tiến vào thủ đô Grozny để thiết lập lại trật tự. Trước khi quân đội Nga tiến quân vào Chechnya, Putin đã có một hành động chưa từng có trong tiền lệ trước đây và cũng chính điều này đã tạo nên sự khác biệt của ông. Như mọi người đã biết, trong cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất, quân đội Nga đã nhận một trái đắng và bị ám ảnh kinh hoàng, khiến cho tất cả mọi người từ tướng lính cho đến lính Nga đều e ngại khi phải bước vào đây một lần nữa. Để động viên và dựng lại tinh thần cho các tướng lính và quân đội tin vào chiến thắng của mình, vào một ngày đầu tháng 10 năm 1999, trong một lều bạt lớn của căn cứ không quân Mordok ở Kavkaz của Nga, trước các sĩ quan chỉ huy cao cấp của Nga tiến công Chechnya, Thủ tướng mới nhậm chức Putin nâng cao chén rượu và nghiêm nghị nói: "Tôi đề nghị mọi người cạn chén vì thắng lợi giành được trong cuộc đấu tranh của Nga với bọn ly khai vũ trang ở Chechnya, vì nền hòa bình lâu dài được thực hiện ở vùng Kavkaz đã chịu giày xéo của chiến tranh." Nhưng khi 15 vị tướng tá nâng cốc chuẩn bị làm một hơi cạn thì Putin lại đặt mạnh cốc rượu xuống tỏ vẻ quan trọng nói: "Các bạn, khi mọi việc kết thúc triệt để, trên mảnh đất này không còn bọn ly khai nữa, tôi sẽ uống chén rượu này." Thấy thái độ cứng rắn của Putin, các vị tướng đã tin tưởng ông chân thành. Tướng Vladimir Samamov, chỉ huy quân đội Nga ở Kavkaz sau này nói lại với đài truyền hình quốc gia Nga rằng: "Vladimir hiện là hình ảnh của rất nhiều người theo đuổi, tôi không nghi ngờ điều đó mà sẽ đi đầu. Nga bị người ta chê cười, đi ăn xin kẻ khác, tất cả những điều đó người Nga đã nếm đủ. Nếu ra lệnh cho quân đội ngừng tiến quân, tôi sẽ từ chức. Tôi sẽ bỏ quân hàm, rời khỏi quân đội làm dân thường, tôi không muốn phục vụ quân đội như thế này nữa." Câu chuyện nhanh chóng đến tai toàn bộ tướng lính và quân đội Nga lúc đó. Đây chính là cú hích dựng lại tinh thần và niềm tin cho họ trước khi bước vào cuộc chiến.
rút kinh nghiệm từ cuộc chiến lần 1, quân đội Nga lần này đã thay đổi chiến thuật tiến quân rất chậm với số lượng lớn. Sau khi các mục tiêu bị băm nát bằng pháo và tên lửa đạn đạo, dù cho các cuộc tấn công này sẽ tước đi cả mạng sống của dân thường. Điển hình là vào tháng 10 năm 1999, một tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Nga được bắn thẳng vào một khu chợ trung tâm Grozny, giết hơn 140 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Người phát ngôn của quân đội Nga tuyên bố do khu chợ này có du kích quân vũ trang đang lẩn trốn. Và tại làng Elistanzi, một máy bay Su-24 của Nga đã thả bom chùm xuống đây, giết tại chỗ 35 dân làng. Trước những hành động áp đảo của không quân và những vũ khí hiện đại của quân đội Nga, thủ đô Grozny của Chechnya bắt đầu bị bao vây hoàn toàn vào tháng 12 năm 1999. Từ đây, quân Nga bắt đầu tấn công vào thành phố thủ đô nhằm tránh lặp lại sai lầm. Lần này, Nga không vội vàng đưa tăng và thiết giáp tiến vào đường phố Grozny như trước. Thay vào đó, tên lửa đạn đạo như Scud, OTR-21 Tokka và đặc biệt hệ thống tên lửa TOS-1 bắn bom áp nhiệt địa chấn FAE đóng vai trò rất lớn cho việc tiêu diệt du kích Chechen. Loại vũ khí này đã trở thành ác mộng đối với quân Chechnya. Đại tướng Gennady Nikolaevich Joseph đã nhận xét về TOS-1 như sau. Phải nói rằng, hỏa lực của TOS đã giúp đỡ rất nhiều trong việc triển khai tấn công. Độ chính xác và hiệu quả cao của loại vũ khí này được đến kết quả mà các loại vũ khí nhiệt áp khác đã bất lực. Không chỉ với quân đội Chechnya mà ngay cả các cường quốc như Mỹ và NATO đều sửng sốt trước loại vũ khí này và đặt cho nó cái tên lửa địa ngục. Để cho bạn nào chưa biết, bom áp nhiệt FAE là một loại vũ khí chuyên dùng để gây sát thương cao, phá công sự. Loại bom này khi nổ sẽ tung nhiên liệu khổng lồ ra xung quanh, tạo thành một đám mây rất dễ bốc cháy trên một diện tích rộng nhằm tăng khả năng sát thương đến mức cao nhất. Nhiệt độ vụ nổ bom FAE có thể đạt từ 2.500 đến 3.000 độ C, đủ sức nung chảy mọi thứ kim loại. Sau giai đoạn nổ ban đầu, sóng chấn động từ vụ nổ lan đi với vận tốc 3 km/s, kết hợp với nhiệt và áp lực cao sẽ hút hết không khí xung quanh vào trong vùng tạo ra môi trường chân không, khiến cho mọi sinh vật xung quanh nó bị ngộp thở và mất cân bằng áp suất đột ngột. Nhờ hiện tượng ngạt thở và tổn thương áp suất mà loại bom này đặc biệt hữu dụng trong việc đánh các hầm ngầm, hang động của phiến quân. Tuy nhiên, nó cũng giết rất nhiều thường dân xung quanh. Ngoài ra, để giảm thiểu tối đa thương vong cho lính Nga, Moscow cũng sử dụng dân quân địa phương như quân tiên phong đi trước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Zhukhailo từ chối cung cấp các vũ khí hạng nặng khác cho dân quân ngoài súng AK-47 lỗi thời. Vì thế, dân quân Chechnya chịu thiệt hại nặng nề về dân mạng, chết hơn 700 người trong các cuộc tấn công. Quân đội Nga vẫn chạm phải sức chống trả mãnh liệt từ du kích Chechen tại thủ đô Grozny. Những tổ săn tăng 3-4 người năm xưa giờ được thay thế bằng chiến thuật chiến tranh cơ động. Thủ đô Grozny đổ nát đã biến thành một pháo đài phòng ngự dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh du kích Arlambek Ismailov. Quân Chechen đào hàng trăm chiến hào, đường hầm, hố chống tăng, bom ke, gài mìn khắp nơi trong thành phố. Các tổ bắn tỉa được cài khắp các tòa nhà cao tầng, đặc biệt bẫy mìn được đặt gắn như trong mọi tầng trệt, cửa sổ của các ngôi nhà, cao ốc khiến cho quân đội Nga gần như không thể tiến lên được. Giao tranh lớn giữa hai bên vẫn diễn ra ở các vùng ngoại ô Grozny. Chiến thuật của Nga lúc này là dùng các đội thám sát để phát hiện các ổ phòng ngự của phiến quân và dụ họ nổ súng, sau đó lập tức rút lui để dập pháo và tên lửa vào các ổ phòng ngự này. Chiến thuật này làm du kích Chechen thiệt hại khá nặng. Tuy nhiên, các đoàn xe của Nga vẫn thường xuyên bị phục kích khi di chuyển. Tháng 12 năm 1999, một đoàn xe thiết giáp lớn của Nga bị phục kích tại Minuska Square bởi gần 2.000 du kích Chechen bắn súng phóng lựu và rocket, làm hơn 100 lính Nga thiệt mạng. Để hỗ trợ cho lực lượng mặt đất, không quân Nga tiếp tục ném bom Grozny trong 2 tuần liền nhằm đảm bảo du kích Chechen không còn chỗ phòng thủ và dìm Grozny trong biển lửa. Phần lớn dân Grozny đã di tản sau những đợt không kích dữ dội của Nga. Chỉ còn khoảng 40.000 người vẫn còn kẹt lại, chủ yếu là người Nga, phần đông là người già, tàn tật và nghèo đói. Với tất cả mọi tuyến đường tiếp viện bị cắt, cùng với các đợt không kích liên tiếp của Nga, du kích Chechen quyết định trốn thoát khỏi Grozny. Một số du kích được cử đi để tìm đường máu nhằm thoát khỏi vòng vây của quân đội Nga. Thế nhưng, tất cả các nhóm du kích này đều đã bị quân đội Nga tóm gọn và diệt sạch, không để cho bất kỳ một tên nào có thể quay về báo cáo. Mặc cho nhóm du kích được gửi đi trước để tìm đường đã không quay lại, các thủ lĩnh du kích vẫn tiếp tục kế hoạch rút lui. Và tất nhiên, một cuộc rút quân mà không rõ đường đi nước bước thì ắt sẽ dẫn đến đại họa. Một nhóm khoảng 2.000 du kích đã bị Nga phục kích và dồn vào một bãi mìn gần làng Ankhakala. Dưới sức ép của đạn pháo, nhóm du kích đã chạy vào bãi mìn hòng mở đường máu. Tại đây, nhiều thủ lĩnh du kích đã bỏ mạng, bao gồm cả thị trưởng Grozny Lecha Dudayev và Arlambek Ismailov. Sau gần 3 tháng, đầu năm 2000, Nga giành quyền kiểm soát Grozny, nhà nước Cộng hòa Chechnya chính thức chấm dứt.
Chechnya trở về là một phần lãnh thổ của Liên bang Nga. Những cuộc thảm sát, vết nhơ của đặc nhiệm Nga. Tuy đã kiểm soát được thủ đô của Chechnya chỉ sau hơn 3 tháng, nhưng mọi thứ không dừng lại ở đây. Phiến quân Chechnya tiếp tục đánh du kích, gây thương vong cho quân đội Nga khắp khu vực Bắc Cáp-cát trong vài năm tiếp theo. Một số phiến quân Chechnya cũng tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào thường dân ở Nga, cũng như các hành vi vi phạm nhân quyền của lực lượng Nga đã bị quốc tế lên án. Điển hình trong đó nổi bật nhất là vụ thảm sát Novyandi do đặc nhiệm Omon tiến hành, làm hơn 50 thường dân bị giết. Vụ tàn sát này làm chấn động cộng đồng thế giới bởi độ dã man của những kẻ thủ ác. Theo một báo cáo năm 2000, một nhóm lính Omon với mặt nạ Balaklava đã đến Novyandi để tìm du kích Chechen. Sau khi kiểm tra hộ chiếu của dân tại đây, nhóm lính này bắt đầu đánh đập và bắn người vô cớ. Các tài sản quý giá như nữ trang, tiền bạc, thậm chí răng giả bằng vàng đều bị cướp khỏi nhà nạn nhân. Lính Omon sau đó tiến hành phi tang tội ác của mình bằng cách châm lửa đốt các ngôi nhà trong làng. Và như một quy luật tất nhiên, nợ máu phải trả bằng máu. Năm 2004, vụ đánh bom nhà ga điện ngầm Moscow làm 40 người chết được tin rằng do du kích Chechen tiến hành nhằm trả đũa cuộc thảm sát Novyandi. Tuy đã bị đánh bật và không thể chiếm được Grozny, du kích Chechen vẫn tiến hành tập kích và cai min tự tạo nhằm vào lính Nga. Tàn khốc nhất sự kiện, một trực thăng Mi-26 của Nga bị du kích Chechen bắn hạ tại Khankala bằng tên lửa Ikla, làm 127 lính Nga tử nạn. Vụ việc được xem là thảm họa lớn nhất trong lịch sử trực thăng. Sau sự kiện Mi-26, quân đội Nga mở một cuộc tổng thanh trừng tại thành phố Grozny nhằm quét sạch phiến quân ở đây. Các cuộc đánh bom, cướp giết vì thế cũng giảm xuống, mặc dù phiến quân Chechen chuyển đổi mục tiêu đánh bom vào giữa lòng nước Nga và các thành phố lớn, tiêu biểu là vụ thảm sát trường học ở Bedlan. Các cuộc truy quét vẫn được diễn ra dai dẳng cho đến năm 2009. Về cơ bản, quân Nga đã dập tắt được phiến quân Chechnya. Phần lớn quân Nga được rút về, gánh nặng đối phó với các cuộc nổi dậy lẻ tẻ được giao cho lực lượng cảnh sát địa phương. Lãnh đạo lưu vong của chính phủ ly khai Ahmed Zakayev kêu gọi ngừng dùng vũ trang chống lại các lực lượng cảnh sát Chechnya từ ngày 1 tháng 8 và nói rằng ông hy vọng bắt đầu từ ngày này, người Chechnya sẽ không bao giờ bắn vào nhau. Và cuộc chiến kết thúc ở đó, vùng Chechnya từ đó đến nay chịu sự kiểm soát của Nga. Tổng kết chiến dịch. Cuộc chiến Chechnya lần 2 với chiến thắng của quân đội Nga đã loại bỏ một mối lo ngại về an ninh cho nước Nga khi vùng Chechnya đã yên ổn. Khác với cuộc chiến Chechnya lần 1, lần này quân đội Nga không phải thiệt hại quá nặng trong thời gian ngắn, chủ yếu thông qua kinh nghiệm đã có từ lần trước, cộng với các kế hoạch đối phó với du kích được chuẩn bị chu đáo. Lính nghĩa vụ cũng được huấn luyện về chiến tranh đô thị, cộng với việc sử dụng các loại vũ khí sát thương lớn như tên lửa đạn đạo và đặc biệt là bom áp nhiệt địa. Số thương vong đã giảm đi rất nhiều so với cuộc chiến lần thứ nhất. Tổng số thương vong của quân đội Nga là 5.200 người, còn quân đội Chechnya có khoảng 16.300 thương vong. Nhưng do quân đội Nga đã sử dụng các loại vũ khí mang tính hủy diệt cao nhằm san phẳng các thành phố, làng mạc và vùng đóng quân của quân đội Chechen, nên số dân thường bị chết trong cuộc chiến là rất lớn. Ước tính có khoảng 25.000 đến 50.000 dân thường chết, bị thương hoặc mất tích. Dù cuộc chiến này đã qua đi, nước Nga đã bình ổn hoàn toàn được nội loạn trong nước, nhưng những ám ảnh về cuộc chiến vẫn còn mãi, về những tội ác cho cả người lính lẫn dân thường. Vấn đề mà tất cả chúng ta dù yêu hay ghét nước Nga cần phải nhìn nhận một cách công bằng.